Trích sách tiên tri Amos. Đây Thiên Chúa phán: Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Sa-bát để chúng tôi bán lúa mạch? Chúng tôi sẽ giảm lường đông, tăng giá và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa mục nát. Chúa là Thiên Chúa phán: Ngày ấy, ta sẽ khiến mặt trời lặn ngay giữa chính ngọ và sẽ khiến mặt đất ra tối tăm giữa ban ngày. Ta sẽ làm cho các ngày đại lễ của các ngươi trở nên ngày tang tóc, cho các bài ca trở thành lời khóc than. Ta sẽ lấy bao bố đặt trên lưng các ngươi và khiến mọi người chọc đầu. Ta sẽ làm cho ngày ấy trở thành như ngày tang mất con một, và sau cùng nó trở nên ngày cay đắng. Thiên Chúa lại phán: Rồi đây sẽ đến ngày ta cho nạn đói đến trên đất này, nhưng không phải là đói cơm bánh hay khát nước đâu, nhưng là đói nghe lời Chúa. Người ta sẽ di chuyển từ biển này qua biển nọ, từ bắc đến đông. Họ đi vòng quanh tìm kiếm lời Chúa, nhưng chẳng thấy. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthew. Người phán bảo ông: Hãy theo ta. Ông ấy đứng dậy đi theo người. Và xảy ra là khi người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ người rằng: Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế? Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì. Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là hy lệ. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm chúng ta thấy Chúa Giêsu gọi Thánh Matthew: Hãy theo ta, và ông ta sẵn sàng bỏ cái bàn giấy thu thuế, là một cái nghề thu được nhiều tiền trong thời đại của Chúa Giêsu, và cũng là một cái nghề được chính quyền nâng đỡ để thu thuế của dân Do Thái và đóng thuế cho đế quốc Roma. Bởi vậy, cho nên mọi người Do Thái nhìn những kẻ thu thuế là những kẻ tội lỗi vì nối kết với đế quốc Roma qua tay của vua Herode để nộp thuế cho người dân ngoại. Và chúng ta thấy phản ứng của Thánh Matthew là sẵn sàng từ bỏ bàn giấy, đứng dậy, đi về nhà và làm bữa tiệc đãi những bạn bè thu thuế khác và Chúa Giêsu cùng với các môn đệ của Ngài. Do đó, ở đây chúng ta thấy cái phản ứng của những người biệt phái
khi thấy Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi như vậy. Do đó họ đã lên tiếng. Họ không nói thẳng với Chúa Giêsu mà lên tiếng với các môn đệ của Ngài là tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế. Người biệt phái là tuyệt đối không chơi với những người thu thuế, không chơi với những người dân ngoại, bởi vì họ coi đến nhà những người này là bị ô uế. Do đó họ dứt khoát không có liên hệ với những người này. Thì Chúa Giêsu đã trả lời cho họ là người lành mạnh không cần tới thầy thuốc, nhưng mà người đau yếu. Nếu nhân loại không có tội lỗi thì Chúa không có đến với nhân loại. Bởi vì con người yếu đuối, con người tội lỗi và con người không có khả năng để đền tội theo sự công bằng của Chúa. Những gì con người làm nó chỉ mang giá trị của một tạo vật thôi. Không thể nào đền cái tội con người là tạo vật dám xúc phạm đến đứng tạo thành mình, không vâng lời Thiên Chúa. Do đó mà Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, Ngài đã đến với chúng ta trong cái thân phận của con người tội lỗi của chúng ta, giống chúng ta mọi đàn chỉ trừ tội lỗi. Cho nên Ngài làm tất cả mọi cái để vâng lời Chúa Cha, để đền tội cho nhân loại không vâng lời Thiên Chúa. Thì ở đây, những gì Ngài làm nó mang giá trị của một Thiên Chúa mới có khả năng để đền tội cho con người được. Vì vậy, Ngài đến, Ngài kêu gọi những người tội lỗi trở về với Chúa. Và Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Khi chúng ta là tội nhân, Ngài đã đến với chúng ta. Cho nên, một Thiên Chúa tình yêu đến để tìm kiếm những người tội lỗi. Đó là lòng nhân từ của Chúa. Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải của lệ. Muốn cái tâm hồn đáp trả lại tình yêu của Chúa. Chúa đến không phải để gọi người công chính, mà gọi người tội lỗi. Lời Chúa Giêsu rất là rõ ràng cho các môn đệ của mình, cũng như cho những người biệt phái, để họ biết Thiên Chúa là tình yêu, và người biệt phái cũng như tất cả mọi người phải nhận biết con người của mình đã nghiêng chiều và ích kỷ và tội lỗi rồi, thì chúng ta cần đến Chúa biết chừng nào. Không có sự trợ giúp và tha thứ vô điều kiện của Chúa thì chúng ta không thể nào sống thánh thiện được. Chúng ta cần đến Chúa hơn bao giờ hết. Do đó, chúng ta hãy có cái nhìn của Chúa Giêsu Kitô, nhờ sức mạnh của Chúa, Thánh Thần hướng dẫn chúng ta mới có thể có cái nhìn trong tình yêu của Thiên Chúa, nhận ra nhau là anh chị em con cùng người cha chung trên trời. Chúng ta mới muốn sự lành cho người khác, mới muốn làm những gì tốt nhất cho anh chị em mình, là hạnh phúc của chính mình. Thì lúc đó chúng ta là những người con của Cha trên trời đích thực, và trong tâm tình của Chúa Giêsu chúng ta đến để phục vụ, chứ không phải như trong bài đọc 1, tiên tri Amos đã nói lên cái sự bất công của những người giàu có đàn áp những kẻ nghèo khó và muốn tiêu diệt những kẻ bần cùng trong cả nước, bởi vì họ gây ra bao nhiêu cái bất công. Nào là những cái tình trạng buôn bán làm sao thu được nhiều tiền, họ làm cân giả để làm bớt đi cái số thực phẩm họ bán ra, hoặc là bán lúa mục nát cho người nghèo khó, rồi bao nhiêu thứ người ta làm và gây ra bất công, đến độ có nhiều người nghèo bán thân của mình, cả cuộc đời làm nô lệ cho người giàu, mà chỉ có giá trị của một đôi dép thôi. Một số tiền thấp như vậy để mua một người nghèo. Cho nên khi người ta gây ra bao nhiêu cái bất công của xã hội thì cái phẩm giá con người là bị coi thường nhất. Tất cả mọi cái đều lên giá, chỉ trừ phẩm giá con người là bị mất giá. Vì vậy mà nhân loại của chúng ta, thời của tiên tri Amos, thế kỷ thứ 8 trước Chúa Giêsu, phía bắc của nước Do Thái đã xảy ra trong tình trạng này, và biết bao nhiêu cái mà họ gây ra, rồi chính họ sẽ bị những cái sự dữ nó xảy đến. Bởi vì khi những người nghèo bị đối xử tàn tệ thì họ kêu thấu tận trời. Và rồi đế quốc Assyri đến chiếm đóng phía bắc, thì dĩ nhiên những người giàu có quý tộc này
rồi sẽ bị nạn đói, sẽ bị tù đầy, bị lưu đày, và Amos đã thông báo trước cho họ. Vì vậy mà bao nhiêu sự dữ nhân loại của chúng ta gây ra cho nhau, sâu xé với nhau, rồi chính mình, làm khổ những người chung quanh, rồi chẳng được gì hết. Tất cả đều là một con số không. Nhưng khi qua bên kia thế giới, chúng ta đối diện với Thiên Chúa tình yêu, mà chúng ta không có tình yêu giống Chúa, thì chúng ta không có chỗ ở trên thiên quốc. Thiên Chúa là tình yêu. Vì vậy, chúng ta phải suy nghĩ rõ ràng. Chúa là tình yêu, Chúa tạo chúng ta theo hình ảnh của Chúa, mà nếu chúng ta không có tình yêu giống Chúa, chúng ta sống và giữ luật giống như những người biệt phái, để nhìn người khác bằng con mắt cứu vọ, là luôn luôn chăm chú cái lỗi lầm của người khác, bắt bẻ người khác, triệt hạ người khác, hạ bệ người khác, để đưa cái danh dự phẩm giá của mình lên. Nhưng thực tế, những người càng nói hành nói xấu người khác, càng kết án người khác là tự kết án chính mình, bởi vì trong mình cũng mang đầy những bản chất của ích kỷ, của kiêu căng, của những đam mê bất chính. Nó nằm trong máu huyết của mình chứ không ở đâu hết, rồi đưa tới ganh tị, đưa tới bao nhiêu sự dữ chúng ta gây ra cho nhau thôi. Do đó, chúng ta phải ý thức cái tình trạng của đời sống của mình và ăn năn hối cải để mỗi ngày quay về với Chúa, học nơi Chúa Giê-xu với cái nhìn của Chúa Giê-xu là muốn lòng nhân từ, muốn tình yêu đích thực và triệt tiêu cái kiêu căng ích kỷ hưởng thụ riêng của mình, để chúng ta trở nên cái của lễ đầu phục thánh ý của Chúa Cha và cùng một tư tưởng, một tâm tình với Chúa Giê-xu mà yêu mến thực hiện thánh ý của Chúa Cha, và đồng thời đến phục vụ anh chị em mình trong tình yêu của Đức Kitô, là phục vụ cho chính Đức Kitô, để chúng ta là những môn đệ đích thực của Chúa Giê-xu, chúng ta không sống cho những thứ chóng qua của trần gian, mà thực sự là chúng ta sống cho Chúa, để làm mọi việc trong tình yêu của Chúa, như các tông đồ sau khi được biến đổi. Các ngài đã trở nên những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa để cứu rỗi những người khác, dù có bị bắt bớ, bị tù đày, bị giết chết. Ngài vẫn nói sự thật về Đức Giê-xu Ki-tô là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian để mọi người tin và được cứu rỗi, để tất cả đều gặp nhau trên thiên quốc. Đó là cái điều tốt nhất mà Chúa Giê-xu mang đến cho chúng ta để làm con cái của Cha trên trời. Và mỗi người chúng ta có cái bổn phận tiếp nối với các tông đồ, trong đó có Thánh Matthew đã sẵn sàng bỏ tất cả để đi theo Chúa, làm chứng nhân cho Chúa và đã viết sách Phúc Âm cho chúng ta, để từ cái truyền thống của Hội Thánh có những lời Chúa xác nhận và không có bị mai một chân lý của Chúa, và chúng ta hiểu được những gì chúng ta đang lãnh nhận ngày hôm nay là chính Chúa Thánh Thần đã tác động trên Matthew để viết lại những lời của Chúa Giê-xu, đời sống của Chúa Giê-xu, và làm cho chúng ta được hoán cải, nhận được ơn cứu độ của Chúa, nhờ lời của Chúa, nhờ mình máu của Chúa ban xuống cho chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày. Có như vậy, chúng ta mới đến với Chúa bằng tình yêu, và đến với nhau cũng bằng tình yêu của Chúa, để ngày tận cùng của thế giới, Chúa nói với chúng ta: khi ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi cho uống, ta trần truồng rách rưới các ngươi cho mặc, và mỗi lần làm cho những kẻ bé mọn nhất đã làm cho chính Chúa Giê-xu. Chúa không phán xét về những gì chúng ta làm được, mà Chúa phán xét về tình yêu chúng ta có đối với Chúa qua việc phục vụ anh chị em chúng ta, là hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Amen. Chúa vẫn biết thân phận của con được khai sinh nên trong đất cho hội, vì yêu nên che thương nhắn hình hài, tội hỡi đột biến đời con. Gió cuốn gió xoay vần thời gian, và con anh khôn anh lớn từng ngày, được cha thương yêu nuôi dưỡng xác hồn, tình yêu ôi dẫn diệu kỳ.
nay con đầy dâng gì lên Chúa, nay bánh trắng trong sạch tình là bao lao công trên ruộng đồng, tháng ngày thành lúa thành bông, liên kết với Ngài dâng hết xác hồn, một niềm cậy tin tháng năm son sắc còn dâng lên Ngài. Đời còn đây tiễn dâng lên Ngài tất cả. Chúa luôn ở cùng, dù bao khổ đau trên đời vụt tan đi, ánh dương chiếu soi bình an. Khi công cha ban cho thế giới lãnh phúc ân bao la tuyệt vời, nay con dâng lên cha bánh thơm sạch tình, lòng cha bao dung như suối nước mắt tươi tiêu cho xanh ruộng đồng, nay dù thơm con dâng ra mong cha nhận cho trái thơm ngọt lành. Trái thơm nay con kính dâng lên Ngài, dâng lên Ngài cùng bao nhiêu trái tim mang đầy nhiệt huyết, tiếng ca tiếng cười tiếng ca cùng tiếng bao nỗi vui nỗi buồn nỗi vui, Ngài khoan dung dám mong xin Ngài nhận cho. Khi công cha ban cho thế giới lãnh phúc tuyệt vời, nay con dâng lên cha bánh thơm sạch tình, lòng cha bao dung như suối nước mắt tươi tiêu cho xanh ruộng đồng, nay dù thơm con dâng ra mong cha nhận cho.